Đến thăm hộ gia đình chị Hà Thị Yên, thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc mới thấy được sự đầu tư tâm huyết của gia đình. Từ cổng vào là đường hoa, cây xanh được trồng dọc theo con đường bê tông dẫn vào sân nhà. Kề bên là vườn ổi Lê Đài Loan với gần 400 gốc xanh tốt. Phía sau nhà là hơn 4.000 m² dứa gai chuẩn bị đến kỳ cho thu hoạch. Cuối cùng của khu vườn là dãy chuồng trại chăn nuôi lợn với 20 con lợn nái, mỗi năm khoảng hơn 600 con lợn thịt. Tất cả được gia đình chị Yên phân khu gọn gàng đẹp mắt, giữa các khu có đường bê tông sạch sẽ, hệ thống nước tưới rộng rãi khắp khu vườn. 2018 thì gia đình tôi có triển khai về mô hình trồng trọt, chăn nuôi khép kín theo hướng nông nghiệp sản xuất an toàn. Thì không dùng thuốc trừ sâu. Thì gia đình có chăn nuôi chuồng trại khép kín thì tôi cũng làm bình biogas để rồi vệ sinh môi trường. Còn cái phân của để tôi cũng đưa ra để làm phân ủ ải để rồi làm phân bón cho cây trồng của trong vườn. Thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp gắn với thực hiện tiêu chí vườn hộ trong xây dựng nông thôn mới, từ đó đưa các loại cây phù hợp có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời cải thiện môi trường sống, chỉnh trang diện mạo nông thôn. Năm 2018, gia đình chị Yên mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây cao su kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Với 1 hectare diện tích, gia đình chị bố trí là 2.000 m² trồng ổi, 4.000 m² trồng dứa gai, còn lại quỹ đất để xây dựng khu chăn nuôi lợn. Khi thực hiện xây dựng nhà sạch vườn đẹp, gia đình xây dựng đường đi lối lại, lắp hệ thống tưới tự động và đưa thêm một số loại cây ăn quả phù hợp. Đến nay, mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn đã phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho 3 lao động nông thôn. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị thu về gần 600 triệu đồng. Trong thời gian qua thì đối với hội làm vườn xã Minh Tiến thực hiện cái kế hoạch của huyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như cây ổi, cây bưởi, cây dứa kết hợp với là chăn nuôi thì tiêu biểu như hộ Hà Thị Yên ở thôn Thanh Sơn cho thu nhập kinh tế cao trên địa bàn xã Minh Tiến, góp phần là phát triển kinh tế của xã nhà.